xin chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Câu Chuyện Tình. Em kể một chuyện tình cũng nóng bỏng giống như chuyện tình của anh Huyền Linh ngày xưa vậy đó. Thôi, thì nó khó quá, mình cho qua, kể chuyện tình thứ hai đi. Thật ra đây là một cặp đôi mà nghe cái tên thì tất cả những người nào đang quan tâm đến showbiz, đến văn hóa nghệ thuật đều sẽ biết. Bởi vì cặp đôi này rất là nổi tiếng, Tim và Trương Quỳnh Anh. Câu chuyện của hai bạn này gặp nhau khi đóng phim chung là một bộ phim Bóng Ma Học Đường. Câu chuyện là hai người bạn chia sẻ với nhau về những cái tâm sự của cuộc sống. Sau khi một tháng kết thúc phim thì hai bạn trẻ này bắt đầu tiến tới chuyện yêu thương nhau. Nhưng mối tình của họ không có đẹp ngay từ đầu bởi vì gia đình của Trương Quỳnh Anh cấm cản. Chắc là do gia đình của Quỳnh Anh nghĩ rằng Tim là một cái chàng trai mà đã có quá khứ, có thể là sẽ ảnh hưởng đến không tốt cho cái tương lai của con gái cưng của họ. Thì sau khi thuyết phục không thành công thì gia đình Quỳnh Anh bỏ về Nha Trang và Tim đón Quỳnh Anh về với căn nhà nhỏ của mình. Và sau đó thì có một bé trai ra đời. Họ quá trẻ và họ khi có một em bé ra đời thì họ bắt đầu nảy sinh ra mâu thuẫn trong cuộc sống. Tim thì là một ông bố rất là chiều con. Quỳnh Anh là một cái người mẹ rất là muốn dạy cho con mình cái nề nếp quy củ ngay từ nhỏ. Thế nên hai bạn đã không tìm được tiếng nói chung trong cái chuyện dạy con. Thêm nữa cái mặc cảm của Tim là gia đình Quỳnh Anh không chấp nhận mình nên Tim cũng không có được mở lòng lắm. Thế là anh chàng cứ mãi mê đi tìm ở những cái công việc, ở những cái mối quan hệ với lại những người thân mà quên quan tâm đến gia đình. Cô gái Quỳnh Anh nhỏ bé cảm giác rất là cô độc, cô đơn trong chính ngôi nhà của cô bé. Và đến một lúc cô bé quyết định ôm con bỏ đi. Và câu chuyện bỏ đi đó Xuân Lan là người chứng kiến. Và Xuân Lan chính là người đưa Quỳnh Anh và đưa bé Sushi đi tìm trường học khi mà Quỳnh Anh quyết định là xa Tim. Cho tới bây giờ họ vẫn đang là một cặp đôi. Nhưng dư luận lại vẫn không có ủng hộ cho chuyện tình của họ. Họ bảo họ hạnh phúc thì dư luận bảo rằng họ giả tạo. Họ bảo là họ chuẩn bị kết hôn thì dư luận bảo là họ đã ly dị rồi. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai nhân vật chính để lắng nghe được cuối cùng chính xác câu chuyện tình là thế nào các bạn nhé. Chúng ta hãy chào đón cặp đôi rất là dễ thương. Đó là Trương Quỳnh Anh và Tim. Chào hai bạn. Chào anh Huy Linh, chào chị Xuân Lan. Đẹp đôi luôn. Quỳnh Anh khi mà gặp Tim, khi mà quyết định yêu và quyết định sinh con là Quỳnh Anh năm bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó là em 23 tuổi. Còn Tim là bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em 26 tuổi. Nhưng mà tại sao Quỳnh Anh lại yêu Tim trong khi đó cái quá khứ của Tim, lúc đó tình trường của Tim đã quá dày ở trên mặt báo rồi? Em nghĩ là chắc do em đẹp. Em nói thiệt á. Đó là chỉ là do anh nghĩ thôi, chứ em thì không nghĩ như vậy. Tôi thấy ai cũng đẹp hết á, tôi cũng đẹp nữa. Sao Quỳnh Anh, tại sao em lại yêu Tim? Thật sự, từ cái ánh nhìn đầu tiên của em thì đây là một người rất là khó gần, lạnh lùng. Nhưng mà em đã từ từ thay đổi cái suy nghĩ ban đầu của mình. Vì anh này thì trông có vẻ lạnh lùng thôi, nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm, chia sẻ. Và nó làm cho mình cảm thấy thú vị và nó thôi thúc mình phải tìm hiểu con người này nhiều hơn nữa. Vậy thì khi mà gia đình Quỳnh Anh phản đối thì cảm xúc của hai bạn thế nào? Lúc đầu em không có bất ngờ lắm. Trước đó thì em và ba mẹ Quỳnh Anh rất là bình thường, rất là vui vẻ với nhau. Nhưng mà tính em lại khi mà thấy một cái điều gì đó mình bị một cái lấn cứng ở trong lòng á, mình không có thoải mái được, thì em không thể nào mà giả bộ tiếp tục vui vẻ. Bây giờ suy nghĩ lại thì em thấy đó là mình không có khéo, vì mình là vai vế là con nhỏ hơn thì mình nên nói thẳng, nhưng mà em lại không nói, em giấu được ở trong lòng, đâm ra là em không nói chuyện nhiều, đó là cái lý do. Còn Quỳnh Anh, thật sự ra ở cái độ tuổi đó thì em đã hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai rồi. Cái người khó xử nhất chính là mình, là cái người ở giữa. Nhưng mà mình nghĩ lại, từ hồi nhỏ đến lớn em là một đứa rất là ngoan, chưa bao giờ ba mẹ em phải la mắng em bất cứ một điều gì hết. Cho nên là em nghĩ là lần này coi như là quyết định cho bản thân mình. Em sống theo cảm xúc rất là nhiều.
em không cần anh Tim phải thương em thật lòng, phải chăm sóc cho em mỗi ngày đến suốt cuộc đời. Em chỉ cần em được ở bên cạnh anh là đủ rồi. Sau khoảng thời gian mà Quỳnh Anh cảm thấy quá chán nản với sự vô tâm này, thì khi cô ấy dẫn con đi, đó là có thể nói là đó là một cái nhát dao, một cái gáo nước lạnh để cho em tỉnh ngộ lại. Thì em mới thấy được là mình quá ỷ y vào cái tình yêu của Quỳnh Anh dành cho em, và cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Và từ đó thì em mới ngộ ra được là mình phải làm gì để giữ cái gia đình này. Còn nếu như mình cảm thấy điều đó không quan trọng, không trân trọng, thì mình chỉ cần đứa con thôi. Vậy thì bé Sushi sẽ thuộc về ai, và bé Sushi sẽ chọn ai giữa bố và mẹ? Đó là cái câu chuyện mà các bạn có suy nghĩ về cái mối quan hệ lâu dài của gia đình mình không? Có. Thật ra hiện tại bây giờ cả hai đứa đều cái tôi nó quá lớn, chưa ai nhận ai sai hết. Em đã từng nghĩ hay là mình thử hy sinh một lần. Nhưng khi nói chuyện với nhau qua lại, tụi em nó bị khắc khẩu, nói chuyện hơi khó chịu là thôi bỏ, không vậy nữa. Lại tiếp tục như vậy cho nó an toàn. Tại sao vì một cái tôi mà em biết là em đang, cái tôi đang lớn, em là đàn ông, em là người cha, em là người chồng, em không nhường cho vợ? Trước khi em trả lời câu hỏi đó thì em cũng muốn hỏi Quỳnh Anh một câu. Em có còn yêu anh không? Tại vì em thấy chuyện tình của tụi em rất là ngộ. Từ là hai người tình nhân có con, rồi em cũng bỏ qua cái tôi của mình để mà em cầu hôn. Sau cầu hôn là cái điều em không hề mong muốn. Hai tụi em đều rất là trân trọng cái gia đình này và đều muốn nắm chặt tay nhau bảo vệ đứa con của mình. Nhưng nhiều khi em trách Quỳnh Anh nhiều cái, tại sao không có thể dũng cảm, mạnh mẽ một lần cùng với em để bảo vệ gia đình này. Câu trả lời của Quỳnh Anh là gì em? Em đang ở trong một cái thế rất là khó, bước tới cũng không được, lùi lại cũng không xong. Là bởi vì trong đầu em lúc nào nó cũng lấn cấn một chuyện, đó chính là cái thời tuổi trẻ của mình đã mặc kệ ba mẹ giận hờn mình như thế nào đi nữa, mình quyết định là đi theo anh Tim. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà mình hối hận về cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra thì mình cũng đã dẫn con đi ra ngoài sống một lần để làm phiền lòng đến ba mẹ của mình. Có nghĩa là mình đã một lần bỏ cả gia đình ba mẹ để đi theo ảnh rồi. Và bây giờ thì cái mối quan hệ giữa ba mẹ em và anh Tim vẫn chưa có hàn gắn lại với nhau được. Nếu bây giờ tụi em lại tiếp tục đi đến một cái đám cưới nữa thì sẽ lại làm phiền lòng đến ba mẹ. Thực ra chị nghĩ cái này là vai trò quan trọng của Tim. Em là một người đàn ông, em đang muốn gìn giữ gia đình của mình, em muốn Quỳnh Anh mạnh mẽ, thì em phải cho Quỳnh Anh cái lý do đích thực để em phải phá vỡ cái bức tường ngăn cách của em với lại ba mẹ Quỳnh Anh trước. Luật được nghe chị Lan kể lại câu chuyện của hai bạn, thực sự ra Luật thấy là Quỳnh Anh đã dũng cảm lần đầu tiên rồi. Dũng cảm gạt bỏ luôn cả cái tôi của mình để đi đến với Tim. Bản thân Lực cũng vậy. Ngày xưa cái tôi Lực cũng lớn, khi mà Lực đến với Trang cũng vậy. Ngày xưa lúc mà Lực mới về 3 ngày là Lực gây với mẹ Trang luôn. Hai mẹ con không nói chuyện luôn. Ba của Trang chỉ nói Lực câu là tao biết mày là thằng bụi đời từ nhỏ. Tao cũng là thằng bụi đời từ nhỏ. Nhưng tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Mày thương vợ mày không? Thương. Mày thương vợ mày, tại sao mày không thương ba mẹ của nó? Đừng bao giờ làm cho vợ mày khó xử. Vậy thôi, thì Lục nghĩ là Tim nên nói chuyện với ba mẹ Quỳnh Anh. Thì như vậy là sẽ làm cho gia đình mình hạnh phúc. Đã rất là nhiều lần, khi sau khi cái việc em cầu hôn Quỳnh Anh, thì em đã rất là nhiều lần gọi điện thoại và thuyết phục ba mẹ Quỳnh Anh rất là nhiều lần. Và ba Quỳnh Anh vẫn giữ khư khư một quan điểm là không chấp nhận. Tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao. Chỉ một lý do duy nhất là mình không thân thôi. Tức là mình không có thân, chứ mình không làm điều gì sai. Cho chị hỏi một câu nữa. Theo như hai em nghĩ thì ba mẹ của Quỳnh Anh đang muốn cái gì?
Thật sự ra em cũng chưa biết ba mẹ em muốn gì nữa. Nếu như mà biết được ba mẹ muốn gì thì mình đã làm được cái điều đó rồi. Tại vì tất cả những gì có thể để mà hàn gắn cái mối quan hệ này á, thì tụi em cũng đã cố gắng làm rồi. Thí dụ bây giờ đã có câu trả lời ba mẹ muốn Quỳnh Anh và Tim chia tay thì em sẽ làm như thế nào? Em nghĩ chắc chắn là em cũng sẽ không theo lời ba mẹ được. Bởi vì nếu như mà em nghĩ cho bản thân em thì em sẽ làm điều đó vì ba mẹ của em. Nhưng mà bây giờ em còn có Sushi nữa thì em phải nghĩ cho Sushi. Thì em phải nói được cái điều đó với ba mẹ của em. Chứ bây giờ em chờ em gì? Bỏ em không bỏ. Chị Tường bỏ phải... em không bỏ câu... mà cưới em không cưới thì giờ em muốn gì? Quan trọng ở đây, vấn đề ở đây không phải là từ ba mẹ Quỳnh Anh, không phải từ Tim, mà từ Quỳnh Anh. Tại vì Quỳnh Anh đang chưa hiểu được lòng mình đang muốn gì. Đó vấn đề quan trọng chứ lòng vòng hoài. Câu chuyện ở đây đó là lý do tại sao mà em tới bây giờ em vẫn còn nghi ngờ tình yêu của Quỳnh Anh. Tại vì em cũng đã thuyết phục ba mẹ Quỳnh Anh, em đã thay đổi và em chỉ nói Quỳnh Anh đơn giản một điều: gia đình là trên hết. Và em sẵn sàng bỏ rất là nhiều công việc để mà lo cho gia đình. Cũng như là khi Quỳnh Anh bỏ đi thì em cũng sẵn sàng bỏ rất là nhiều thứ để mà thay đổi bản thân của mình, để mà hàn gắn điều này. Vì biết ba mẹ Quỳnh Anh là mấu chốt, nhưng không phải là mấu chốt. Trung Dân, bạn thấy thế nào? Đối với chú thì chú thấy vậy nè, Quỳnh Anh với Tim, tụi con yêu nhau dữ lắm, nhưng mà tụi con đang hờn dỗi nhau, tụi con nhõng nhẽo với nhau trong cuộc tình này, và tụi con lấy những cái cớ là gia đình để con tự tạo một cái áp lực, và tụi con dễ dàng cho mọi người biết được cái bí mật của tình yêu của tụi con. Tốt nhất là nên hạn chế. Và vấn đề gì mình quyết định được thì mình quyết định, và quyết định đó là quyết định cho cả một tương lai của mình. Mình không cần dư luận đánh giá hoặc là phán xét mình. Tụi con có thật sự yêu nhau hay không? Và kết quả tình yêu đó đã chứng minh rồi, có một đứa bé rồi. Sống vì đứa bé, hãy làm tốt. Đó là tấm gương để con của tụi con nó trở thành một người tốt. Đừng có hờn dỗi nhau trong chuyện này nữa. Cái sự hờn dỗi đó, đôi lúc người ta cho đó là một cái sự dễ thương, và cũng không ít người người ta cho đó là một cái cách mà tụi con tự tạo dựng lên để tồn tại. Đa số khán giả gửi tin nhắn hỏi rằng hai bạn đã trải qua quá nhiều cái sóng gió, quá nhiều cái cung bậc cảm xúc rồi. Vậy thì hai bạn khi nào nắm tay nhau chính thức bước vào lễ đường làm đám cưới? Ô, hai bạn nhìn nhau luôn à? Hỏi câu nào? Trời, nhìn sao hai đứa này giống như là nó kênh nhau hả trời? Mà tôi biết trong bụng nó yêu nhau đó. Yêu, nhìn cái màu là biết yêu rồi. Bây giờ tôi dành 30 giây dành cho hai bạn sẽ nói với nhau những cái điều mà trong lòng các bạn. Nếu mà không nói thì hôn nhau cũng được. Anh Linh anh khoái vụ hôn lắm. Em nên mạnh mẽ quyết định trong cái chuyện này. Anh có thể chờ đợi em được, nhưng em biết có những điều không phải mình muốn là được. Anh chỉ mong em trân trọng gia đình này vậy thôi. Cái gật đầu liền. Thật sự ra từ trước tới giờ em chưa bao giờ thấy em và anh Tim hợp nhau. Nhưng mà những cái lần mà em bỏ đi á, là để cho anh Tim hiểu được là anh Tim có thật sự yêu em hay không, em có còn quan trọng với cuộc đời của anh nữa hay không. Chứ không phải là em muốn bỏ đi là để cắt đứt cái mối quan hệ này. Và những cái lần mà em để cho anh Tim tự nhận ra đó thì chính bản thân em cũng tự nhận ra. Em chỉ một ngày thôi không ở bên cạnh hai cha con, em cảm thấy là em chẳng còn sức lực nào để em làm được việc gì hết. Tại sao em không nói với Tim nè? Nói với Tim đi. Không nói được. Tại sao nói với Xuân Lan? Không phải anh Linh, có vấn đề là hai bạn cái tôi vẫn từ từ để cho hai bạn bắt đầu tập trao đổi dần cái nỗi lòng của mình. Tại vì thực ra ở ngày hôm nay ở đây thì bắt đầu Tim mới nói ra những cái suy nghĩ của mình, và Quỳnh Anh mới nói ra những cái suy nghĩ của mình. Thì bây giờ khi ở nhà là mấy ngày luôn, nói chuyện là không có nhìn tới mặt nhau luôn. Bây giờ chú Linh ngồi đã lắng nghe câu chuyện, những câu hỏi của Xuân Lan,
câu trả lời cũng như góp ý nhiều người. Chú không đủ sức để góp ý các con đâu. Như chú thấy thế này nè, chúng ta nhường nhịn nhau một xíu. Quan trọng là chúng ta mở lòng, giống như Trung Dân vừa mới nói, chị Kim Xuân mới nói, mở lòng ra. Và quan trọng nhất vẫn là gia đình ha. Ba mẹ rồi cũng sẽ hiểu thôi. Và ta mạnh mẽ chút xíu nữa. Chúc hai em thật là hạnh phúc. Trên con đường hạnh phúc thì rất nhiều chông gai, ai cũng phải nếm trải hết. Chúng ta mạnh mẽ, chúng ta vượt qua điều đó. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày, mọi điều gian khó ta luôn vượt qua, để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân mày. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hôn đi. Đẹp quá. Anh Linh thấy tất cả mọi người cũng không muốn các bạn phải rời xa nhau đâu. Thôi nhân đây trước sóng truyền hình đó, Tim muốn nói gì với lại ba mẹ Trương Quỳnh Anh không? Yeah. Nói đi Tim. Cho phép con được kính chào hai bác. Anh Linh muốn thế này nè. Thôi em kêu bằng ba mẹ luôn đi Tim. Rồi anh Quỳnh Linh sẽ nói thêm cho. Nào hãy nói bằng cả trái tim của mình đi. Chưa bao giờ có một lần chính thức được gọi là ba mẹ hết. Thì hôm nay xin phép cho phép con được gọi là ba mẹ.
có những gì mà đã trải qua, đã quá khứ thì rất mong ba mẹ sẽ bỏ qua. Và bây giờ thì đã làm người cha rồi thì con hiểu những cái điều mà mình đau khổ, mình lo lắng cho con cái mình như thế nào. Và một lần nữa con xin phép được một cái lời xin lỗi chân thành nhất nếu như làm ba mẹ buồn lòng, và rất mong chúng ta còn lo cho những đứa con sau này nữa, và cùng nắm chặt tay nhau và bỏ qua hết quá khứ và sống một cái cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, chỉ nhìn về tương lai thôi. Thưa Quỳnh Anh, nói gì ba mẹ đi con. Con chỉ cảm thấy là con thật sự là một đứa con lúc nào cũng làm cho ba mẹ phiền lòng kể từ khi mà con lớn lên á. Cho nên là con hy vọng rằng là ba mẹ đừng phiền lòng về con nữa, và con sẽ cố gắng sống thật là hạnh phúc để chứng minh cho ba mẹ thấy là ba mẹ đã không tin tưởng nhầm con. Và hy vọng rằng là ba mẹ có thật là nhiều sức khỏe để nhìn thấy được cái sự hạnh phúc của con và của cả gia đình mình. Vậy cuối cùng là em có sống ở bên anh không? Của con và của cả gia đình mình á. Ta nói vậy là có rồi. Đã rồi. Cái chuyện này thì chắc có lẽ con chú cũng gặp Quỳnh Linh rồi. Hôm nay sẵn đây thì thôi Quỳnh Linh cũng xin phép hai cô chú chấp nhận cái lời xin lỗi cũng như lời chia sẻ của team đi. Đã nhận là ba mẹ rồi, thôi mình mở lòng đi ha. Nhận cháu của mình là Sushi đi. Quỳnh Linh nghĩ rằng là hạnh phúc sẽ đến với chúng ta khi chúng ta bỏ qua tất cả mọi quá khứ, mọi sai lầm. Nếu chúng ta bỏ qua thì cuộc sống sẽ bình yên và hạnh phúc cô chú nha. Thôi, một lần nữa thì chú Quỳnh Linh chúc hai em thật nhiều hạnh phúc nha. Cố gắng vượt qua những giông bão, và hy vọng rằng với những sự chia sẻ ngày hôm nay, bố mẹ sẽ chấp nhận điều đó. Cảm ơn Xuân Lan rất nhiều, câu chuyện của bạn vừa kể cho tôi nghe. Ngày hôm nay thì tôi biết rằng mọi người cũng đang nhớ xem mình đã nghe những câu chuyện thế nào. Và trong chương trình sẽ bình chọn một cái câu chuyện có nhiều cảm xúc nhất. Tôi mời các anh chị. Câu chuyện mà làm chúng tôi ngồi mà vừa coi mà vừa cười mà cứ ngẫm nghĩ mà thấy là quá dễ thương đi, thì của một người nhạc sĩ lớn tuổi, đó là nhạc sĩ Y Vũ. Chúng tôi bình chọn cho ông ấy. Cảm ơn các chị nhiều, và chúng tôi mời trở lại sân khấu nhạc sĩ Y Vũ. Cảm ơn chú rất nhiều. Tụi con cũng chỉ có một điều là chúc chú thật nhiều sức khỏe thôi. Mong rằng chú sẽ sáng tác một bài nào đó rất đặc biệt dành cho cô thôi. Ha chú ha. Dạ, dạ. Con gửi tặng chú một cái kỷ niệm chương này. Và một lần nữa cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, chúc dạ. Chú sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Hát Câu Chuyện Tình. Chương trình tôi xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt.